Chào mừng quý cô chú anh chị các bạn đến với kênh Sài Gòn TV 123 với một video ngày hôm nay là sáng Chủ nhật 21 tháng 7 2024. Hiện tại lúc này là 8 giờ 12 phút sáng và Phương cũng đang có mặt ở trên cái con đường Trần Hưng Đạo, quận nhất Sài Gòn. Đây là cửa tiệm bánh mì xanh, bánh mì chay nha quý vị. Còn phía bên trái đó là McDonald's. Đây là cửa hàng bánh, cũng là cửa hàng cà phê ở trước cái mũi tàu. Và phía bên tay trái đó là đường Trần Hưng Đạo, và phía bên tay phải có một con đường nhỏ, đó là đường Phạm Ngũ Lão, quận nhất Sài Gòn. Dọc theo ở phía bên ngoài đường Trần Hưng Đạo thì có một cái bồn trồng hoa. Cái công trình cũng trồng hoa, đã gọi là hoa móng tay ở Việt. Đây là cái khu vực công viên 23 tháng 9. Phía trước đó là cái giếng trời lấy sáng Metro Bến Thành Suối Tiên số 1. Ở phía trước này cái công trình cũng đã tạo những cái bồn hoa và bồn cây và trồng dọc cây ở phía bên ngoài của đường Trần Hưng Đạo. Đây quý vị có thể nhìn thấy ha. Buổi sáng hôm nay thì quý vị có thể nhìn thấy thời tiết cũng mây kéo, cũng không được sáng mấy. Và mặt trời cũng đang chiếu tỏa xuống. Dạo này thời tiết ở Sài Gòn thì có nhiều mây và buổi chiều thì có mưa dông. Để vô gần đây để mình xem ha. Nói chung giếng trời lấy sáng Metro Bến Thành Suối Tiên thì cũng đã hoàn tất. Đây quý vị có thể thấy ha, giếng trời lấy sáng này rất là đẹp và cũng đã hoàn thành hết rồi đó. Không biết đến bao giờ sẽ đưa vào hoạt động nữa. Dọc theo ở cái công viên này thì công trình cũng có đặt cái ghế để buổi chiều mọi người đến đây đang ngồi đây để hóng mát và ngồi chơi. Phía trước ở trước mặt mình đó là cái con đường Lê Lai quý vị. Trước đó, Sài Gòn đây cũng còn giữ lại có một vài chỗ rồi, có những giữ lại còn bao nhiêu người ta xây lại mới hết rồi. Còn phía trước đó là cái sàn New World. Đây ba cái ngôi nhà nè còn giữ lại như xưa nè. Cái con đường Lê Lai này có làm giải phân cách đi làm hai chiều nha quý vị. Ghi hình nó không có được đẹp mấy, hơi bị tối.
phía trước cái công trình tòa nhà tứ giác này á, tới bây giờ cũng chưa hoạt động lại nha quý vị. Đi một cục đen cụ lùi dẫn kéo dài vẫn chưa có hoạt động và xây lại nha, còn để nguy vậy đó. Bây giờ Cường sẽ đứng gần ở phía cái công trình tại đây nha. Tại đây á, có làm cái cửa hầm metro Bến Thành Suối Tiên tại đây nha quý vị. Đây phía trước đó là chợ Bến Thành. Đây là cửa hầm Bến Thành Suối Tiên, cửa số 2 nha quý vị. Ở cái khu vực cái công viên này thì cái công trình cũng trồng nhiều cây xanh, thấy mát mẻ hơn. Ở đây có trồng cái cây bông hoa màu vàng rất là đẹp, tôi không biết kêu tên gì. Nếu có ai biết thì có thể comment để mình biết cái loại cây này là cây gì nhé. Phía trước này có đặt ba cái tấm bảng để cho mình biết là văn phòng công viên là 300m, bãi giữ xe 200m và nhà vệ sinh nè, để cho mình biết cái lối nào chỗ nào thì để mình tìm nó dễ hơn. Đây cũng đến gần cái cửa hầm metro Bến Thành Suối Tiên nữa. Đây là cửa số 2 nè quý vị, đặt ở gần cái con đường Lê Lai. Đây tại cái khu vực này cái công trình là cũng có để cái hoa nè, đặt tam giác hoa móng tay. Xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi qua bên kia đường để mình vô trong cái lòng chợ Bến Thành Sài Gòn nha, bởi vì đã lâu rồi Cường không có vô ở trong lòng chợ của chợ Bến Thành này. Đây có trồng hoa này rất là đẹp.
trước dọc theo ở phía bên chợ Bến Thành. Đây ở phía mặt tiền của chợ Bến Thành nè, đồng hồ là hiện tại là 8 giờ 35 phút rồi. Phía trên trời quý vị có thấy ha, mặt trời cũng ló dạng rồi nhưng mà mây cũng kéo đen hết trơn à. Đây, mọi người cũng đến đây để chơi ở phía trước cái quảng trường này. Nào xin mời quý vị và các bạn cùng Cường vào trong chợ này nha. Sau khi mình vô trong chợ Bến Thành mình tham quan mình xem rồi thì Cường sẽ ra ngoài và Cường sẽ ra đến cái con đường Nguyễn An Ninh, người ta còn gọi là phố Mã Lai. Đây quý vị có thấy khi mình vào trong chợ Bến Thành á, thì ở trong lòng chợ cũng đã gắn những cái lồng đèn á, chiếu sáng trông rất là đẹp ở cửa Tây, cửa Đông, cửa Bắc, cửa Nam. Đây là phía ngoài cửa Bắc, mỗi cái cửa thì nó có gắn phù điêu hình, còn phía cửa Bắc thì có cái hình con ngỗng và cái nải chuối. Bây giờ cần tiến ra ngoài bên cái cửa Tây nha quý vị, đây là cửa Tây nè. Ở bên phía cửa Tây này cũng có gắn một cái phù điêu nè. Đây là hình con cá đuối nè, với một nải chuối. Mỗi tất cả các cửa của chợ Bến Thành thì có đặt các phù điêu mỗi cái khác nhau. Đây bây giờ Cường sẽ qua bên cái con đường Nguyễn An Ninh, người ta còn gọi là phố Mã Lai. Đây là cái phố này người ta tập trung những cái người dân Mã Lai á, ở đây người ta ở, người ta sinh sống, nhà người ta buôn bán kinh doanh những cái mặt hàng dành cho người bản xứ của người Mã Lai quý vị. Đây là cái góc đường Phan Chu Trinh và đường Nguyễn An Ninh. Hôm nay người ta cái chỗ cái ổ tiền Mai Phân đóng cửa, còn phía cửa hàng Hà Tâm thì vẫn mở, mọi người đến đó để đổi tiền, trao đổi ngoại tệ. Đây là cái khu phố Mã Lai nè quý vị. Hôm nay Cường đi sớm có 8 giờ mấy thì có nhiều cái cửa hàng ở cái khu vực Mã Lai này vẫn còn đóng cửa, tại vì khi người ta mở cửa trễ lắm, bởi vì buôn bán cũng khó khăn á, thành ra cái kinh doanh người ta cũng mở cửa trễ, có thể 8, có thể 9 giờ đó, 9 giờ họ mở cửa. Thường là người ta buôn bán là 9 giờ sáng ra mở cửa quý vị. Từ cái năm mà dịch
mà đến bây giờ thì cái việc kinh doanh buôn bán cũng gặp trở ngại và khó khăn rất là nhiều. Mọi người cũng đã trả mặt bằng và không có kinh doanh nữa, thành ra đi nhiều phố cửa hàng thì vắng, không có như lúc trước mà đông đúc như cái ngày xưa nữa. Bây giờ thời buổi khó khăn thì mọi người buôn bán cũng dùng xe để người ta chở đồ như thế này nè, cái cây nè, ta chở và chúng ta bán ở các đường các phố vậy mà cũng bán được, có việc bán cho khách nước ngoài nè, bởi vì họ ngồi và họ bán trên xe thì không có trả mặt bằng hay là tính tiền cái mặt bằng. Đây là cái cửa hàng bán vải cho người dành cho người Mã Lai nè, khăn chùm che mặt. Đây dọc các cái shop cửa hàng đã đóng cửa chưa có mở ra tại vì còn sớm gì. Còn ở cái góc này đó là cái góc đường Văn Ninh và đường Trương Định, cái góc này thì có một cái quán bún mọc Thanh Mai nè, ở tại đây bán rất là đông người đến đây ăn. Hôm nay ngày Chủ nhật mọi người đến đây cũng ăn rất là đông. Đây là cái quán này lúc nào cũng đông hết trơn á, đây người ta ngồi phía trong nhóc trơn á, thành ra phải ngồi ở dọc ở phía bên ngoài cái bề lề ở trên con đường Trương Định luôn á Việt, bởi vì cái quán này lúc nào cũng đông nổi tiếng lắm. Đây là góc đường Trương Định và đường Nguyễn An Ninh. Để cùng đến cái quan gánh của cô này nè, cùng mua cái nào cũng gặp cô bán ở phía trước bệnh viện Sài Gòn, giờ cô qua đây cô bán nè. Con chào cô có thể giới thiệu cô bán những gì không cô? Bán khoai lang, cua sáp, đậu phộng rồi vậy. Dạ, mấy giờ cô lên đây, cô lên để cô bán? Dạ, cô khoảng 9 giờ cô đi ở Sài Gòn, cô bán vòng vòng ở ngoài chợ đường Sài Gòn đó cô. Dạ. Sáng là 5 giờ ngầu cổng bệnh viện Sài Gòn phải không? À đạp. Đây cô bán chuối chuối nấu nè. Nấu sáp. Dạ chuối sáp, khoai lang đó cô ha. Khoai mì. Dạ khoai mì, còn cái này là cái gì cô? Bánh tráng hả cô? Bánh tráng chuối nướng, bánh mè. Bánh tráng chuối nướng bánh mè ha cô ha. Bánh mè. Đây con xin phép hỏi cô ở tỉnh nào với cô? Tỉnh Bình Định. Cô ở Bình Định. Dạ cô ngồi ngay cái góc, nếu mà quý vị mà các bạn có muốn ủng hộ cô á thì ủng hộ cô, tại vì những người buôn bán này mấy bà mẹ nuôi con và nuôi cả gia đình để buôn bán, coi như quan gánh nào quý vị, quan gánh mà gánh rất là cực khổ mà đi đi bằng đôi chân á để nuôi nuôi con. Đây cô bán để mình ủng hộ cô ha, mấy cái này đi. Dạ cho con bỏ được cho bê lông. Dạ cô, dạ lâu lắm rồi gặp bà. Để con chia sẻ cho mấy người mà ai biết ủng hộ cô. Dạ. Cô lấy mấy cục thôi rồi con, cô lấy phân nửa cái chú sáp cho con. Ai cục để được rồi, cô lấy phân nửa chú sáp cho con đi, con ủng hộ cô. Đây cô ngồi ngay cái góc ở đường Trương Định và cái đường Nguyễn An Ninh thuộc về Sài Gòn. Cái hướng này hướng hướng chợ cửa Tây nha quý vị. Bến Thành Sài Gòn. Ok. Lớn cái này. Thôi cô lấy con nguyên cái đó cũng được để ủng hộ cô. Thấy thương quá, thấy mấy bà mẹ gánh quan gánh nè để nuôi con mà tới ở tuốt các tỉnh nè mà lên Sài Gòn để buôn bán dặm, cô nói cô mướn nhà luôn á, mướn nhà trọ con muối á. Dạ cô món ở cầu muối ha. Đây bao nhiêu tất cả vậy cô? Hai cái 50 cũng được. Dạ ô rồi rồi được rồi cô. Bắt đầu từ đường Trương Định và đường Nguyễn An Ninh á, cái góc này á, Cường xin mời quý vị và các bạn cùng Cường tiếp tục thả bộ đi bên cái con đường Trương Định này để mình xem và tham quan ở dọc con đường con phố của đường Trương Định này. Bún mọc Thanh Mai
Đây mọi người cũng ngồi ở phía bên cái vỉa hè, cái con đường Trương Định dọc theo ở cái vỉa hè này. Đây quý vị có thể thấy có một cái chú này bán vé số. Chú này bị tai biến nè, thành ra đi cũng khó khăn, cũng phải tìm cách mưu sinh. Đường Trương Định này thì nằm ở trong cái khu vực quận nhất Sài Gòn, là cái khu du lịch đó. Có nhiều người nước ngoài đi ở tại đây, thành ra nhiều cái cửa hàng ở dọc cái con phố này cũng tập trung buôn bán những để phục vụ cho khách du lịch, bán như đồ ăn thức uống. Ở những góc ngã tư này thường thấy những anh xe ráp, xe ôm này nọ, người ta ngồi để ta chờ khách. Bởi vì cuộc sống giờ rất là khó khăn, mọi người cũng muốn để có khách để chở, để mình có đồng tiền để chi trả trong cuộc sống gia đình của họ. Đi đâu cũng thấy xe rác và tất cả các xe mình đi chở gọi là xe ôm thì rất là nhiều. Bây giờ cái công việc cũng khó tìm để mình làm, bởi vì mọi người cũng chọn cho mình nghề xe rác, xe ôm để chạy chở khách. Bên kia đường đó là chùa Chà Bà này quý vị. Ở Sài Gòn có một số chỗ đường nó cũng có thấy chùa Chà Bà. Đây là chùa Chà Bà của người Hồi giáo, người ta cũng thờ thần thánh này nọ. Đây có một cái con hẻm vô sâu trong đó. Dọc theo con đường này thì mọi người buôn bán nè, thức ăn buổi sáng nè. Đây có cái quán này bán rất là đông, hủ tiếu mì thập cẩm. Cái quán này của người Hoa nè, đông người đến đây ăn lắm. Cường đã qua bên kia đường rồi. Cường quay qua bên cái con đường mà Cường đi nãy đó. Cường đi qua bên cái phía mà chùa Chà Bà ấy vì để Cường ghi hình ở cái chùa Chà Bà này. Đây, chùa Chà Bà đây nè. Đây có trồng hai cái chuối nè, có trái chuối luôn nè. Đẹp quá. Ở phía trước chùa Chà Bà thì có bán nhang nè, để cho mọi người đến đây ta thắp nhang. Dạ, con cảm ơn chú. Ở cái góc phía bên ngoài chùa này có ghi nè, di tích văn hóa Ấn Độ, đền thờ Maria Men. Dạ, dạ. Vô đi, vô chụp cửa đi, vô tự nhiên. Dạ, dạ. Ai hỏi nó không được. Đây Cường đã đến cái góc đường Trương Định và đường Lê Thánh Tôn, và Cường tiếp tục đi thẳng qua cái con đường Trương Định này nhé.
Hiện tại con đã quay lại ở góc đường Trương Định và đường Nguyễn An Ninh. Phương xin phép tạm dừng và khép lại video này nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Cường. Buổi sáng Chủ nhật Cường mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe, tràn đầy niềm vui và thật hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại với một video mới tiếp theo.